Đây là cách mà các bạn làm bằng ở giữa các tay hoa. Đây này nó đang lem nhem như thế này, rất dễ để chỗ cho vi khuẩn phát triển. Nếu mà lúc mình ngâm nước dưỡng thì mình dùng cái mũi dao nhé, mình thường dùng mũi dao chứ mình không dùng lưỡi dao. Mình lách qua này nhẹ đi. Đừng cứa, đừng day 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 day. Mình đi thẳng một đường này. Còn thừa lại nó sẽ bám vào mũi dao. Cũng không nên bào, không ấn. Nếu ấn là nó sẽ nát cái chỗ thịt đấy. Đây là lý do mà giữ lại một bao hoa cuối cùng, một cái vỏ, lớp vỏ bao cuối cùng trước khi mình làm, vì nếu mà mình có làm xước thì cũng không làm sao cả, mình sẽ còn có thời gian để mình gọt đó. Làm sao rồi? Lặp lại thao tác đó với tất cả những cái nhánh còn lại.